Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh em ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh em TV. Và bây giờ là 5 giờ sáng. Và ngày hôm nay thì cái lý do mà mình quyết định làm video này đó chính là, đợi một tí. Rồi, quay trở lại với vấn đề chính của ngày hôm nay, đó chính là tại sao mình lại làm video này. Thì nói chung thì ngày hôm qua thì mình mới được anh Duy Thẩm đưa cho một chiếc điện thoại là Nokia 6.1 Plus. Đây, cái máy đó đây. Và ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ sử dụng cái điện thoại này nguyên một ngày. Cái điện thoại này thì mình sẽ sử dụng để chụp ảnh này, để chơi game này, để lướt web. Nói chung là tất cả mọi thứ, tất cả những cái hoạt động của mình trong ngày hôm nay thì đều gắn liền với cái điện thoại này. Và để đánh giá xem là liệu rằng cái điện thoại này thì nó có tốt không, hay là nó dùng nó có ok hay không, và điều gì sẽ làm mình khó chịu trên cái điện thoại này. Thì nói chung là ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm một ngày làm việc của mình. Ok, trước khi bắt đầu video ấy thì mình bật mí cho các bạn một cái điều như này. Rồi, và đây sẽ là phần không thể thiếu trong mỗi video của mình, đó chính là nếu như bạn nào mà quan tâm đến chiếc Nokia 6.1 Plus, và đặc biệt là nếu bạn nào mà quan tâm đến 2 ngày, đó chính là mùng 5 cho đến mùng 7, thì các bạn có thể mua được chiếc điện thoại này với giá là giảm 1 triệu, giá chỉ còn 5 triệu 6 mà thôi. Và chi tiết hơn thì mình sẽ để các bạn đường link phía bên dưới cho các bạn. Nếu bạn nào mà lười ấy, thì các bạn chỉ cần click vào đường link phía bên dưới là các bạn sẽ đi thẳng đến cái Nokia 6.1 Plus. Click vào bên dưới nhá. Là trước khi mà mình đi làm, hay là mình đi chơi, hay là mình đi học, hay đi đâu cũng thế, là mình cũng phải nghe nhạc. Âm nhạc đối với mình nó giống như là một cái gì đấy nó rất là không thể thiếu được. Phải nghe nhạc thì mới có thể làm việc, phải nghe nhạc thì mới có thể là học được. Thế nên là tại sao trước khi chúng ta trải nghiệm chiếc loại này, chúng ta không thử nghe một đoạn nhạc nhỉ? Bắt đầu nhá. Hiện tại thì mình đang trên đường đến Sony Show, và cái lịch trình làm việc của mình ngày hôm nay thì tất cả đã được nốt trên chiếc Nokia 6.1 Plus này rồi. Trời nắng vãi trường. Mình sẽ show cho các bạn xem cái lịch trình làm việc của mình ngày hôm nay, và cái điểm đến đầu tiên mà chúng ta sẽ đi đó chính là Sony Show. Chung thì hôm nay thì khu trung tâm thương mại khá đông, tại vì cuối tuần mà, và mới là đầu ngày thôi. Thế nên là cái điện thoại của mình Nokia 6.1 Plus này thì nó vẫn còn đang rất là khỏe mạnh, không có bất cứ một vấn đề gì cả, đang còn 100% pin, mọi thứ rất là bình thường. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi ra chỗ Sony Show. Nhầm đường. Trong lúc đi ra Sony Show ấy thì mình sẽ nói với các bạn về những cái trải nghiệm cầm nắm của mình trước hết về cái điện thoại này. Bình thường ấy thì mình sẽ cầm một cái iPhone 7 Plus, mà cảm giác khi mà các bạn chuyển từ một cái 7 Plus sang một cái điện thoại mà nó có một cái màn hình nó nhỏ như này, thì thực sự là cái cảm giác cầm nắm nó rất là đã. Kiểu tất cả những cái gì, cái kiểu thông tin, danh bạ, tin nhắn các thứ, thì tất cả mọi thứ đều nằm trong tay bạn. Hiện tại thì mình đang đứng bên ngoài, không được vào, vì là một nhân vật hôm qua bảo là đưa thẻ cho mình nhưng mà không đưa, thành ra hôm nay là không được vào. Đấy, đây nhân vật ở đây. Sướng chưa? Bây giờ chị có đưa em vào được không? Đi. Rồi. Và mình đã đến địa điểm đầu tiên, và các bạn có thể thấy đằng sau mình là một bức tượng rất là đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ dùng chiếc Nokia 6.1 Plus này để chụp ảnh, cũng như là để đăng lên một cái story lên Instagram để xem nó cái chất lượng hình ảnh nó sẽ như nào nhá. Rồi, và đây là bức ảnh của mình. Nói chung thì về cái bức ảnh này, đây là trong điều kiện đầy đủ sáng, thế nên là những cái chi tiết cũng như là về những cái màu sắc của chúng ta đều lên rất là tốt. Và đặc biệt là chiếc máy này của chúng ta thì cái nền trời nó không bị xanh quá, và cái màu sắc của nó thì rất là chân thực. Thế nên là mình nghĩ rằng là với những cái bức ảnh như thế này thì các bạn sẽ chỉnh sửa khá dễ dàng. Rồi, và đó là về cái trải nghiệm đầu tiên. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải quay lại vào bên trong Sony Show. Rồi, và như vậy thì mình đã vừa mới trải nghiệm trong Sony Show, và bây giờ thì mình sẽ ngay lập tức di chuyển đến địa điểm tiếp theo, là nói chung là Sony Show. Check. Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi, và chiếc máy chúng ta pin nó vẫn rất là tốt. Pin của nó thì bây giờ mới chỉ sụt xuống còn 92% thôi. Nghĩa là nó chỉ xuống còn 8% thôi. Tuy nhiên thì đấy là vì mình dùng không nhiều. Nhưng mà bây giờ từ giờ đến cuối ngày thì mình sẽ sử dụng cái điện thoại này rất là nhiều, để chơi game, để chỉnh ảnh, để chụp ảnh, để xem là cái pin của nó có thể chụp được một ngày hay không. Chào các bạn. Trong lúc đợi anh Tân đang hút thuốc ngoài kia thì mình sẽ chia sẻ nhanh với các bạn về cảm biến vân tay này. Thì đây là một cái cảm biến vân tay một chạm, và cái tốc độ của nó rất là nhanh, mình chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là nó đã lên rồi. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo các bạn là đối với những bạn nào mà tay ướt hay là ra nhiều mồ hôi tay thì cái vân tay của bạn nó sẽ bị nhăn ấy. Đấy, thì dùng vân tay này nó sẽ khá là khó. Đấy, chỉ thế thôi, và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với điểm tiếp theo nhé. Chúng ta đã đến với địa điểm thứ hai, và bây giờ là 12 giờ trưa, và mình quyết định là mình sẽ đi ăn. Hiện tại thì ở đây là mình đang ở trong một cái nhà hàng, không phải nhà hàng, nó là một cái nhà có đồ ăn.
thì người ta gọi là nhà hàng. Nói chung là đây là một cái nơi bán đồ ăn Hàn Quốc và mình sẽ thử xem là cái camera của cái máy này khi mà chụp đồ ăn lên thì nó sẽ như nào. Và trong lúc chờ đồ ăn lên thì mình sẽ chỉnh ảnh bằng cái máy này. Một cái lý do mà mình rất thích cái máy này về camera đó chính là nó có một cái camera, nó cái màu sắc của nó không bị lên quá là nhiều và cái chỉnh ảnh nó sẽ rất là dễ. Đấy, các bạn thấy đỡ hơn nhiều mà đúng không? Đấy chính là một trong những cái lý do mà mình rất là thích cái màn IPS LCD trên cái chiếc Nokia 6.1 Plus này. Và như các bạn để ý ấy, thì chiếc Nokia 6.1 Plus này thì nó sẽ có một cái điểm nhấn ở màn hình này. Đó chính là cái phần tai thỏ. Và bây giờ thì mình muốn xem là liệu rằng là cái phần tai thỏ này nó có được tối ưu hóa khi mà chúng ta đi xem video hay không. Và đây là cái màn hình của chúng ta khi mà chúng ta quay, chúng ta xem video. Và khi mà chúng ta tối ưu hóa như này, đó, thì các bạn có thể thấy là cái phần tai thỏ ở phía trên này này, đấy, thì nó sẽ không được tối ưu hóa mà chúng ta sẽ có một cái góc màn hình vuông thế này. Nhưng mà góc bên này thì nó lại bo tròn. Và bây giờ là đồ ăn đã ra rồi ê. Và các bạn có thể thấy là mình đã chụp thử một vài tấm. Thì cái đồ ăn, cái màu sắc nó lên nó không được ngon mắt cho lắm. Và mình cảm thấy rằng là nó còn, thậm chí nó còn hơi nhạt so với lại màu sắc thực của cái đồ ăn bên ngoài đó. Tuy nhiên thì những cái chi tiết, các bạn có thể thấy ở đây là những cái chi tiết thì chúng ta vẫn giữ được rất là tốt. Có một cái vấn đề như này là cái điện thoại này, cái màn hình của nó khi mà ra nắng ấy, thì mình đã để mắt sáng rồi nhưng mà cũng không thể nào show hết được cho các bạn cái lộ trình của mình. Nhưng mà không sao, mình đã search được ra phủ doãn rồi, nó chỉ cách khoảng 12 phút nữa thôi. Alo, đang đến, đợi một tí. Ok. Rồi và hiện tại thì các bạn còn nhớ trên đường mình nói là mình đã muộn hẹn lúc 2 giờ không? Thực ra là cái bạn hẹn của mình nó còn muộn hơn mình. Bây giờ là 3 giờ, bây giờ nó mới đến. Quay lại với câu chuyện của chúng ta thì hiện tại mình đang ngồi trong một quán cà phê. Và trong lúc đợi đồ uống thì mình sẽ show cho các bạn cái quán cà phê của mình được quay bằng chiếc Nokia này. Chào nhé. Sau khi bảo bạn mình selfie thì đây chính là thành quả chúng ta. Thì nói chung ấy, nhận xét về cái ảnh này thì khi mà chúng ta vào trong cái điều kiện trong nhà thì rõ ràng là cái màu sắc của ảnh ra sẽ trở nên là thiếu tự nhiên hơn. Và đặc biệt là cái màu da của cái máy này khi mà chúng ta chụp ảnh trong nhà ấy, nó làm cho màu da chúng ta hồng hơn, nó bị ám hồng và nó làm cho cái màu da nó bị thiếu tự nhiên. Đây cũng là một trong những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà các bạn sử dụng chiếc máy này chụp ảnh trong nhà. Đó là ảnh xóa phông trong nhà, còn khi mà mình ra ngoài trời thì khi mà mình chụp ở ngoài đường thì ánh sáng mặt trời phản xạ vào tóc của bạn nữ này thì nó đã làm cho cái khả năng xóa phông chúng ta nó bị ảnh hưởng một chút. Và các bạn có thể để ý thấy là một vài cái sợi tóc của bạn nữ thì đã bị lẹm vào rồi. Tuy nhiên thì cái này nó không ảnh hưởng quá là nhiều tới cái tổng thể ảnh của chúng ta. Và bức ảnh chúng ta thì nó vẫn có một cái mức độ xóa phông rất là ok. Màu sắc thì như mình nói lúc nãy thì nó vẫn sẽ giữ được cái màu sắc khi mà chúng ta chụp ngoài trời, chính là nó rất là chân thực. Và cái màu sắc này thì các bạn sẽ có thể là chỉnh sửa các thứ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó là về phần camera. Và hiện tại thì bây giờ đang là 3 rưỡi. Và mình đã dùng được chiếc máy này là như vậy là đã hơn nửa ngày rồi. Và máy của mình thì hiện tại cái tình trạng pin của nó đang là 56%. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái dung lượng pin khá tốt đối với lại một cái máy mà nó chỉ có 3040 mAh. Tầm đấy, mình nhớ là tầm đấy. Ok, và hiện tại thì bọn mình đã uống cà phê với cả chụp ảnh các thứ xong rồi. Và có thể là sẽ khá là nhiều bạn hỏi là tại sao mình lúc nào cũng nói về camera sau của chiếc điện thoại này mà tại sao mình không thử quay camera trước của máy này đi. Thì cái vấn đề nó nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ thử show cho các bạn cái cam trước của cái máy này để xem là nó quay camera thì nó sẽ như nào. Quay camera trước của cái máy này thì cái góc của nó sẽ trở nên hẹp hơn rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái máy này để chụp ảnh, dùng cam trước để chụp ảnh thì nói chung là nó vẫn bình thường. Tuy nhiên là khi mà quay video ấy thì tự nhiên là nó sẽ, cái góc nó sẽ trở nên hẹp hơn. Còn về chất lượng video cũng như là chất lượng thu âm của cái máy này thì nó vẫn rất là ok và không có vấn đề gì cả. Duy chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đó chính là cái góc quay của cái máy này khi mà quay vlog nó rất là hẹp. Thế nên mình quyết định là mình sẽ không quay vlog bằng cái điện thoại nữa, mình sẽ chuyển lại cái 7 Plus của mình. Ok, bây giờ thì đã là 5 rưỡi rồi. Bây giờ bọn mình sẽ về văn phòng và hoàn tất những cái bước cuối cùng để tạo ra cái video này, đó chính là crop file. Rồi bây giờ đã là 9 giờ rồi, 21:02 rồi, và bây giờ thì mình mới về channel để hoàn thành cái bước cuối cùng cho video này của chúng ta, đó chính là đưa cho anh edit
để anh ấy có thể là copy file cũng như là lồng nhạc, nói chung là hoàn thiện được cái video này. Và nói chung ấy thì qua một ngày trải nghiệm chiếc máy này thì có những cái điểm mà mình rất là thích như sau. Cái đầu tiên đó chính là nó có một cái hiệu năng rất là ok với chip Snapdragon 636 đi kèm với 4GB. Thực sự nó rất là mượt. Nhưng mà đấy mới chỉ là ngày đầu tiên mình trải nghiệm thôi, còn những ngày tiếp theo như nào thì có lẽ là phải để một thời gian nữa thì mình có thể chia sẻ với các bạn. Cái thứ hai nữa là cái camera của nó khá là tốt khi mà sử dụng ở ngoài trời. Nếu như mà chúng ta sử dụng nó trong cái điều kiện tốt nhất thì mình nghĩ rằng cái camera của nó rất là ok. Cái tiếp theo đó chính là về cái dung lượng pin của nó. Các bạn đã theo dõi mình suốt cả ngày hôm nay rồi, thế nên là các bạn cũng biết đây. Thế nên là các bạn cũng biết là cái pin của cái máy này nó trâu đấy nha. Mặc dù là nó chỉ có hơn 3000mAh thôi, thế nhưng 3040 mình nhớ như thế. Tuy nhiên vẫn có những cái điểm mà mình chưa cảm thấy hài lòng lắm với chiếc máy này. Chính là cái thứ nhất là nó vẫn chưa thể hoàn thiện được cái tối ưu hóa được cái tai thỏ này. Thế nên khi mà xem video thì nó vẫn còn những cái lúc mà mình cảm thấy rất là khó chịu. Và cái thứ hai là chính là cái camera selfie của nó, góc của nó rất là hẹp. Thế nên là mình không thể nào mà vlog cho các bạn bằng cái máy này được. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến bước cuối cùng, đó chính là đưa cho anh edit để anh ấy có thể là hoàn thành bài này. Ok, rồi, bây giờ em sẽ để ở đây. Chiếc máy chúng ta đã hoàn thành đến bước cuối cùng rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn đợi xem video này sẽ lên sóng thôi. Và nếu như bạn thấy hay thì các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe YouTube của anh NTV nhá. Và đừng quên hãy bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Anh em ơi!